Chào tất cả các bạn và các em. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương tổ hợp và xác suất. Cụ thể ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết một số bài tập trắc nghiệm có vận dụng kiến thức về hoán vị chỉnh hợp cũng như là tổ hợp. Chúng ta đi vào câu số 1. Một hộp gồm 3 bi trắng, 4 bi vàng và 6 bi đỏ. Tổng cộng hộp đó có 13 bi. Câu 1.1. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bi từ hộp? Chúng ta thấy ngay, chọn ra 3 bi từ 13 bi, chúng ta sẽ có C3, 13 cách. Như vậy chúng ta bấm thử, 13, C3, như vậy là 286. Thì câu 1.1 chúng ta sẽ chọn đó là phương án B. Chúng ta qua câu 1.2, có bao nhiêu cách chọn ra 3 bi, trong đó có đúng 1 bi đỏ. Chúng ta cùng nhau phân tích. Chọn ra 3 bi, trong đó có đúng 1 bi đỏ. Như vậy đầu tiên, chúng ta sẽ chọn 1 bi đỏ. Chọn 1 bi đỏ, chúng ta sẽ chọn từ 6 bi đỏ. Như vậy ở đây có C1 6 cách. Chúng ta mới chọn được 1 bi. Như vậy chúng ta còn thiếu 2 bi. Thì đương nhiên, cái việc chọn một bi đỏ nó mới chỉ là bước 1. Chúng ta sẽ nhân tiếp bước 2. Bước 2, chọn ra 2 bi không phải màu đỏ. Như vậy chúng ta sẽ chọn ra 2 bi từ 7 bi, gồm 3 bi trắng và 4 bi vàng. Như vậy bước 2 chính là chọn ra 2 bi từ 7 bi, C27. Ở đây chúng ta thực hiện quy tắc nhân. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chọn ra 1 bi là chưa đủ 3 bi, thì đó chúng ta xem như đó là một bước, thì chúng ta phải nhân C16 nhân cho C27 bằng 126. Câu 1.2 chúng ta chọn là phương án C. Chúng ta tiếp tục. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bi có 2 màu khác nhau? Ở đây, 3 bi có 2 màu khác nhau. Thì chúng ta có thể hình dung, nếu chúng ta làm trực tiếp, thì đó có thể là 2 màu trắng vàng, trắng đỏ hoặc là vàng đỏ. Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chia làm 3 trường hợp. Chúng ta có thể thực hiện như sau. Như vậy ở trường hợp 1 có 2 màu là trắng và đỏ. Hai màu trắng đỏ. Bởi vì nếu là 2 bi thì đương nhiên ta sẽ chọn là một trắng một đỏ. Nhưng ở đây là 3 bi, thì trong cái trường hợp 1 này chúng ta phải phân ra làm hai trường hợp nhỏ. Tức là gì? Tức là 2 bi trắng, 1 bi đỏ, hoặc là 1 đỏ, hoặc là 1 trắng và 2 đỏ. Thì đầu tiên 2 bi trắng, 1 bi đỏ, chọn 2 bi trắng, thì đây chính là C23. Chúng ta còn thiếu một bi đỏ, như vậy ở đây là C16. Chúng ta cộng tiếp trường hợp con thứ hai. Chúng ta là một trắng. Vậy chúng ta chọn tiếp là hai đỏ. Đây là trường hợp 1. Trường hợp 2 thì 3 bi nó có 2 màu. Ở đây thầy chỉ ghi tắt là 2 màu trắng vàng.
Trường hợp con thứ nhất là 2 trắng 1 vàng. Và trường hợp thứ hai là 1 trắng 2 vàng. Như vậy đầu tiên 2 trắng 2 vàng. Bởi vì chưa đủ nên chúng ta phải là quy tắc nhân 1 vàng 4. Đã đủ baby. Như vậy trường hợp con thứ hai chúng ta cộng cho 1 trắng và 2 vàng. Trường hợp thứ ba là hai màu vàng và đỏ. Ở đây, trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3, chúng ta sẽ thực hiện quy tắc cộng, chúng ta sẽ cộng lại. Chúng ta dùng máy tính, chúng ta bấm C2 bằng 3 nhân cho C16 C bằng 6 cộng. Ở đây là C13, C13 nhân cho C26 cộng tiếp C23, C3 nhân cho C14, C14 cộng tiếp C13, C13 nhân cho C24 cộng tiếp C24. Nhân cho C16 bằng 6 cộng tiếp C14 bằng 4 nhân cho C26, đáp số bằng 189. Như vậy câu 1.3 là đáp án B, 189. Một chấm bốn, có bao nhiêu cách chọn ra 3 bi trong đó có ít nhất một bi đỏ? Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bi trong đó có ít nhất một bi đỏ? Ở đây có ít nhất một bi đỏ tức là số bi đỏ nó lớn hơn hoặc bằng 1. Tại hình dung có hai kiểu thực hiện. Một, chúng ta sẽ làm trực tiếp, tức là chúng ta sẽ phân ra các trường hợp một bi đỏ, hai bi đỏ và ba bi đỏ. Bài này chúng ta làm trực tiếp có 3 trường hợp. Chúng ta có thể làm giống như là chúng ta phủ định lại, đó là cách số 2. Nhưng ở bài này làm trực tiếp cũng khá nhanh nên thầy sẽ làm trực tiếp luôn. Và một số bài thì đương nhiên làm trực tiếp, nếu mà chúng ta cảm thấy nó phức tạp thì chúng ta có thể chọn cách là chúng ta phủ định lại. 1.4 thầy có thể làm nhanh như sau. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bi trong đó có ít nhất một bi đỏ? Chúng ta phân các trường hợp là gì? Là đầu tiên là một đỏ thì còn thiếu hai bi. Hai bi chúng ta sẽ chọn từ các bi là trắng vàng, tức là chọn từ 7 bi còn lại. Chúng ta bắt đầu, đầu tiên chọn một đỏ C16. Như vậy chưa đủ, còn thiếu hai bi thì ở đây là phép tốt nhân. Còn thiếu hai bi không phải một đỏ, tức là chúng ta chọn là C27. Xong trường hợp số 1, chúng ta quay trường hợp số 2 là 2 bi đỏ, là chọn C26. Chúng ta còn thiếu 1 bi thì chúng ta phải là nhân. Nhân tiếp 1 bi chúng ta chọn từ 7 bi kia thì là nhân cho C17. Xong trường hợp số 2, 2 bi đỏ. Qua trường hợp số 3, 3 bi đỏ thì đương nhiên là chúng ta sẽ chọn từ 6 bi đỏ C36 là 251. Như vậy câu 1.4 là đương án D, 251. Trong quá trình nghe giảng
Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, các em có thể bình luận ở ô bên dưới. Chúng ta qua tiếp câu 1.5. Có bao nhiêu cách chọn ra hai bi cùng màu? Chọn ra hai bi cùng màu. Như vậy chúng ta hình dung đó là các trường hợp là hai bi màu trắng, hai bi màu vàng hoặc là hai bi đỏ. Chúng ta chọn ra hai bi màu trắng, như vậy đủ hai bi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cộng tiếp là chọn hai bi vàng và cộng tiếp chọn hai bi đỏ. Chúng ta bắt đầu tính nhanh như sau. Đầu tiên chúng ta chọn hai bi trắng, tức là C23. Đã đủ hai bi thì đó chính là một trường hợp. Chúng ta cộng tiếp trường hợp số 2, hai bi vàng C24. Chúng ta cộng tiếp trường hợp thứ hai, hai bi đỏ là C26. 24. Như vậy câu 1.5 là phương án B. Bởi vì thầy hướng đến là làm trắc nghiệm nên chúng ta sẽ vận dụng nhanh và chúng ta hạn chế trình bày. Chỉ có một số bài tập mà phức tạp thì chúng ta nên trình bày ra cho rõ ràng, còn một số bài tập đơn giản thì thầy sẽ giảng nhanh. Như vậy là chúng ta nên phân biệt được là khi nào chúng ta dùng quy tắc cộng và khi nào chúng ta dùng quy tắc nhân. Chúng ta qua câu số 2. Có 4 bi xanh và 3 bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 4 bi, trong đó có số bi xanh ít hơn số bi đỏ. Để dễ hình dung, thầy sẽ đánh ra cho các em. Như vậy là 4 bi, số xanh ít hơn số đỏ, thì chúng ta có thể hình dung nó có thể là các trường hợp sau. Trường hợp 1, tức là không xanh và 4 đỏ. Trường hợp 2 là một xanh và ba đỏ. Tương tự cái trường hợp kia thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích. Đối với trường hợp số 1, bởi vì giả thiết người ta chỉ cho là 4 bi xanh và 3 bi đỏ. Ở đây trường hợp 1 không xanh thì phải cần tới 4 đỏ, trong khi đề chỉ có 3 đỏ. Như vậy trường hợp 1 có, nhưng mà đối với bài toán này là nó sẽ không được. Như vậy đã không có thỏa mãn đối với cái bài toán này. Trường hợp 2 một xanh ba đỏ hoàn toàn được. Trường hợp số 3 hai xanh thì khi đó phải cần hai đỏ. Thì như vậy số xanh đã bằng số đỏ thì trường hợp 3 chúng ta sẽ loại. Nhưng lưu ý, nếu người ta thay đổi giả thiết, ví dụ người ta tăng số bi xanh lên và tăng số bi đỏ lên, thì khi đó rõ ràng chúng ta sẽ có được nhiều trường hợp hơn. Còn bài này, bởi vì giới hạn 3 bi đỏ nên chỉ có một trường hợp duy nhất là hai xanh và một đỏ. Chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta chọn hai bi xanh là C14. Chúng ta mới được có một bi, như vậy chúng ta còn thiếu 3 bi nữa, thì như vậy chúng ta phải thực hiện quy tắc nhân. Ở đây chúng ta tiếp 3 bi đỏ là C33. Chúng ta bằng 4. Suy ra câu 2 chúng ta chọn phương án B. Có 4 cách chọn. Chúng ta qua câu 3. Một tổ gồm 6 bạn nam và 3 bạn nữ. Như vậy tổng cộng tổ đó có 10 bạn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 bạn đó ngồi theo một hàng ngang? Có 10 bạn, chúng ta lấy hết cả 10 bạn và chúng ta đi sắp xếp. Như vậy ở đây lấy hết và có sự sắp xếp, đó chính là khái niệm hoán vị. Suy ra câu B.1 chúng ta thấy ngay đó là 10 giai thừa. Ngoài ra các em có thể là chọn đó là A10-10. Bởi vì định nghĩa, nếu chúng ta lấy ra một bộ phận của tập A
và có sự sắp xếp hoặc là cái phân biệt ở đây, thì đó là khái niệm chỉnh hợp. Và ANN nó cũng chính là hoán vị IN giai thừa. Thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy ngay đây là 10 giai thừa. Câu B.2. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn từ tổ để đi trực thư viện? Ở đây chúng ta chọn ra 3 bạn từ 10 bạn. Và vai trò của 3 bạn này là như nhau, tức là 3 bạn này cùng thực hiện một công việc. Thì chúng ta hình dung ở đây không có sự phân biệt cũng như là không có sự sắp xếp. Câu 3.2, chọn ra 3 bạn từ 10 bạn, không có sự phân biệt. Hoặc là chúng ta hình dung vai trò như nhau, đó là C3-10. Ở đây người ta chỉ cho toàn là những con số, như vậy chúng ta phải thực hiện với tính bấm. C3-10 bằng 120. Câu B.2, chúng ta chọn phương án C. Câu B.3, có bao nhiêu cách chọn ra 4 bạn làm các công việc lớp trưởng, lớp phó học tập và thủ quỹ? Chúng ta nhớ rằng như thế này, chúng ta chọn ra 3 bạn, hoặc là nói chung tập gồm N phần tử, chúng ta chọn ra K phần tử. Nếu tất cả K phần tử vai trò nó như nhau hoặc là không có sự sắp xếp thì đó chính là khái niệm tổ hợp CKN. Nếu chúng ta chọn ra K phần tử mà vai trò K phần tử nó khác nhau hoàn toàn, K phần tử vai trò khác nhau hoàn toàn thì đó chính là khái niệm về chỉnh hợp. Còn nếu chúng ta chọn ra K phần tử nhưng ở đây có một lớp các phần tử vai trò như nhau và một lớp các phần tử vai trò khác nhau, thì khi đó chúng ta phải phân chia ra. Tùy bài toán có thể là phân chia trường hợp hoặc là có thể là phân chia bước 1, bước 2. Ở đây chúng ta chia ra thì chúng ta sẽ chia ra thành là hai nhóm, chúng ta hình dung đó là hai bước. Đối với câu 3.3, chúng ta xem lại đề, chọn ra 3 bạn, một bạn lớp trưởng, một bạn lớp phó học tập và một bạn là thủ quỹ. Thì ba bạn này vai trò khác nhau hoàn toàn. Thì ở đây, đây chính là khái niệm về chỉnh hợp chập 3 của 10. Chúng ta bấm ngay. Bằng 720. Câu 3.3, chúng ta chọn phương án C. Nhấn mạnh một lần nữa, nếu vai trò mỗi phần tử là khác nhau hoàn toàn, chỉnh hợp, giống nhau hoàn toàn, tổ hợp, có những phần giống và những phần khác, chúng ta phải chia ra làm hai phần. Ở đó có thể chúng ta chia thành hai bước. Những cái phần tử mà giống nhau là một nhóm và những phần tử khác nhau là một nhóm. Chúng ta qua câu 3.4. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn để diễn văn nghệ? Biết rằng có đúng một nữ được chọn. Chọn ra 3 bạn yêu cầu có một nữ, như vậy là một nữ và hai nam. Đầu tiên chúng ta chọn một nữ từ 4 nữ là C16. C14. Còn thiếu hai nam, chúng ta thực hiện thiếu đúng nhân. Chúng ta chọn tiếp hai nam. Thì ở đây chúng ta chọn ra hai nam, không có sự sắp xếp hoặc là phân biệt gì ở đây cả. C26. Câu 3.4, phương án D, 60. Câu 3.5, có bao nhiêu cách chọn ra 4 bạn và phân công một lâu bảng, một viết lớp và hai bạn làm người đó? Ở đây chúng ta thấy rằng 4 bạn này vai trò không phải là như nhau, nhưng cũng không phải là khác nhau hoàn toàn. Ở đây có lâu bảng, viết lớp là khác nhau, nhưng làm cờ đỏ là như nhau. Thì ở đây chúng ta phải chia ra làm hai bước. Bước 1, chúng ta chọn ra 2 bạn từ 10 bạn này để thực hiện hai công việc là lâu bảng và viết lớp. Chúng ta chọn 2 từ 10 và có sự sắp xếp, có sự phân biệt ở đây. Đây là khái niệm chỉnh hợp. Chúng ta còn thiếu 2 bạn nhân.
chúng ta cần chọn ra hai bạn làm cờ đỏ. Tổng cộng có 10 bạn, chúng ta đã chọn ra hai bạn lau bảng và bước lớp, thì còn lại là 8. Thì chúng ta chọn cờ đỏ, chúng ta chỉ chọn từ 8 bạn đó. Như vậy ở đây, 8 cùng một công việc thì là C. 2520. 3.5, phương án D. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục vào câu số 4. Trong hội khuyến phụ đổng có 16 học sinh tham gia chạy việt dã. Hội có bao nhiêu khả năng xếp loại 3 người về đích theo thứ tự nhất, nhì, ba? Thì ba thứ tự nhất, nhì, ba thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần ra 3 người. Thì cái số khả năng nó chính là chỉnh hợp chập 3 của 16. Bởi vì nhất, nhì, ba chọn ra 3 người từ 16 người một cách ngẫu nhiên và có sự sắp xếp ở đây. Câu 4. Cái số khả năng nó chính là chỉnh hợp chập 3 của 16 bằng 3360. Câu 4D. Câu số 5. Từ một hộp có 3 quả cầu trắng, 4 quả cầu xanh và 5 quả cầu vàng. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 quả sao cho trong 5 quả có ít nhất một quả cầu vàng? Chúng ta hình dung, nếu chúng ta làm trực tiếp, trong 5 quả có ít nhất một quả cầu vàng thì chúng ta phải chia làm các trường hợp. Trường hợp 1 đó là một vàng. Một vàng thì chúng ta sẽ thiếu là 4 quả cầu, chúng ta sẽ lấy từ 3 trắng và 6 xanh. Trường hợp 2, 2 vàng. Trường hợp 3, 3 vàng. Trường hợp 4, 4 vàng. Trường hợp 5, 5 vàng. 5 trường hợp cũng không phải là nhiều, nhưng giả sử người ta tăng số quả cầu lên và ở đây người ta chọn ra 10 quả cầu sao cho ít nhất có một quả cầu, chẳng lẽ chúng ta sẽ chia ra làm 10 trường hợp. Thì chúng ta phải nghĩ đến như thế này. Ngoài việc làm trực tiếp thì hoàn toàn chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng máy tính thì chúng ta cũng tính toán rất là nhanh. Nhưng một số bài nếu chúng ta làm trực tiếp thì nó mất rất nhiều thời gian. Thì chúng ta có thể nghĩ như sau. Chúng ta hình dung yêu cầu là trong 5 quả có ít nhất một quả cầu vàng, tức là yêu cầu số quả cầu vàng so với số 1 thì nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng 1. Ít nhất một là lớn hơn bằng 1. Thì chúng ta nghĩ chúng ta sẽ đi tìm cái số cách chọn sao cho 5 quả cầu có số quả cầu vàng. Ngược lại, chúng ta phủ định lại, tức là gì? Bé hơn 1. Mà số quả cầu vàng bé hơn 1, tức là 0 vàng. Chúng ta phủ định lại. Thì khi đó chúng ta sẽ lấy cái tổng trừ đi cái phần phủ định, thì chúng ta sẽ ra kết quả. Cũng giống như chúng ta hình dung thế này. Có 100 số tự nhiên, trong đó có 2 số chẵn. Hỏi có bao nhiêu số lẻ? Thì đương nhiên số chẵn số lẻ nó là 2 thế giới riêng biệt nhau. Biết được cái tổng số, biết được số chẵn thì chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số chẵn, nó sẽ ra số lẻ. Thì ở đây câu hỏi đặt ra, cái tổng là bao nhiêu?
Thì muốn biết được tổng là bao nhiêu thì chúng ta hình dung chúng ta đang làm công việc gì. Hộp có là 12 quả cầu. Công việc chúng ta là chọn ra 5 quả cầu. Thì cái việc chọn ra 5 quả cầu thì nó chia ra làm hai loại. Một là số quả cầu vàng lớn hơn hoặc một. Hai, số quả cầu vàng bé hơn một. Đây là hai tập hợp rời nhau. Cái tập hợp số quả cầu vàng lớn hơn hoặc bằng một và cái tập hợp số quả cầu vàng bé hơn một, hai tập hợp này giao nhau bằng rộng. Thì công việc chọn ra 5 trên 12 quả cầu đó chính là cái tổng. Chúng ta có thể trình bày nhanh như sau. Số cách chọn 5 quả cầu từ 12 quả. Chọn 5 từ 12. Thì ở đây là C5 12 là bằng 729. 700 792. Tiếp theo, chúng ta là số cách chọn 5 quả cầu sao cho không có quả vàng. Tức là chúng ta đang xét cái trường hợp này, xét trường hợp phủ định lại, số quả cầu vàng bé hơn một, như vậy là không vàng. Không vàng thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn 5 quả từ 7 quả là 3 trắng và 4 xanh. Ở đây C5 7 bằng, chúng ta thực hiện máy tính, 21 suy ra cái số cách chọn ra 5 quả trong đó có ít nhất một quả cầu vàng là 729 trừ cho 21, 792 trừ 21 71. Hoặc là chúng ta lấy là C5 12 trừ cho C5 7 thì chúng ta khỏi tính toán các giá trị này. Câu 5 chúng ta chọn phương án D. Nếu bài này người ta yêu cầu là có ít nhất hai quả cầu vàng thì chúng ta xử lý như thế nào? Có ít nhất hai quả cầu vàng tức là số quả cầu vàng lớn hơn hoặc bằng 2 thì phủ định lại bé hơn hoặc bằng 2 tức là không vàng hoặc là một vàng. Không vàng chúng ta sẽ chọn từ 7 quả cầu này. Như vậy là C57 một vàng thì chúng ta là C15, còn thứ 4 chúng ta sẽ nhân cho C47 lấy tổng trừ ra là xong. Có vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể là bình luận ở ô bên dưới. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 6. Có bao nhiêu cách xếp 4 bạn nam và 3 bạn nữ thành một hàng sao cho nam nữ ngồi xen kẽ nhau? Như vậy một hàng 4 nam và 3 nữ xếp thành một hàng thì đương nhiên nó sẽ có là 7 vị trí khác nhau. Thì định hướng và chúng ta sẽ xử lý nhanh. Đương nhiên là thầy không có quan trọng về mặt trình bày. Thầy sẽ định hướng nhanh. 7 vị trí chúng ta có thể hình dung đó là E1, E2, E3, E4.
7 vị trí. Chúng ta có thể hình dung 1, 3, 5, 7 là các vị trí chẵn và 2, 4, 6 là các vị trí lẻ. Thì đương nhiên nam nữ mà xen kẽ nhau thì nam có thể là ở lẻ, nữ ở chẵn, hoặc nam ở chẵn và nữ ở lẻ, bởi vì chẵn lẻ xen kẽ nhau cũng giống như bây giờ người ta yêu cầu là nam nữ xen kẽ nhau. Bởi vì bốn nam và ba nữ nên chỉ có một trường hợp duy nhất là các bạn nam sẽ sắp vào các vị trí là 1, 3, 5, 7 và nữ sẽ xếp vào các vị trí chẵn là 2, 4, 6. Không thể các bạn nam sắp vào các vị trí là 2, 4, 6 được vì khi đó là còn thừa ra một bạn. Đối với bài này, chúng ta sẽ sắp 4 bạn nam vào 4 vị trí 1, 3, 5, 7. Xếp 4 người vào 4 vị trí. Đây chính là khái niệm về giai thừa. Như vậy, xếp 4 bạn nam có 4 giai thừa. 4 giai thừa cách. Bước số 2, chúng ta xếp 3 bạn nữ vào 3 vị trí chẵn 2, 4, 6. Xếp 3 bạn vào 3 vị trí khác nhau. B giai thừa. Đáp số B giai thừa nhân cho 4 giai thừa là bằng 144. Câu 6, chúng ta chọn phương án C, 144. Câu số 7, có nhiều cách xếp 6 học sinh, trong đó có 2 bạn Nghĩa và bạn Trang đứng thành một hàng ngang, trong đó hai bạn Nghĩa và Trang đứng kề nhau. Chúng ta hình dung như sau. Có 6 học sinh. Chúng ta hình dung là A1, A2, A3, A4, A5 và A6. Yêu cầu hai bạn Nghĩa và Trang đứng kề nhau. Chúng ta có thể hình dung bởi vì hai bạn Nghĩa và Trang đứng kề nhau nên chúng ta hình dung đó có thể xem như là một. Ví dụ A5 là Nghĩa, A6 là Trang. Ngoài ra cũng có trường hợp là A5 là Trang, A6 là Nghĩa. Bây giờ thầy xét riêng trường hợp A5 là Nghĩa, A6 là Trang. Bởi vì yêu cầu đặt ra là đứng gần nhau nên chúng ta có thể hình dung ở đây A5, A6 chúng ta gộp lại thành 1. Như vậy tổng cộng chỉ có 1, 2, 3, 4 và 5 phần tử sắp xếp thành các thứ tự khác nhau. Bởi nghĩa trang nó là 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vị trí đem sắp xếp theo các thứ tự khác nhau. Thì ở đây chúng ta có 5 giai thừa cách. Năm gia trường. Trường hợp thầy vừa nói, tức là A5 là Nghĩa, A6 là Trang. Chúng ta có 5 gia thừa cách. Nhưng đổi lại, bạn Nghĩa và Trang, nó có 2 cách để sắp xếp. Đổi lại, A5 là Trang, A6 là Nghĩa, thì chúng ta cũng sẽ có thêm 5 gia thừa cách. Như vậy ở đây, 5 gia thừa nhân 2 chỉ bằng 240. Câu 7 là câu 7A. Ở đây chúng ta hơi khó hình dung một tí xíu, thì các em cố gắng hình dung cái việc là gì. Chúng ta nhóm hai bạn Nghĩa Trang lại thành một như thế này. Các chúng ta có thể hình dung đây là A5. A5 ở đây có thể là gì? Nghĩa. Sau đó mới tới Trang. Hoặc là trường hợp số 2, A5 ở đây là Trang, sau đó mới tới Nghĩa.
Có hai trường hợp, mỗi trường hợp có 5 nhân thừa, như vậy câu số 7 là 5 nhân thừa nhân cho 2. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu số 8. Cho 10 điểm phân biệt nằm trên đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh được lấy từ 10 điểm trên. Thì mỗi tam giác thì đương nhiên là chúng ta còn tới 3 đỉnh. Số tam giác chính là số cách chọn ra 3 đỉnh từ 10 điểm trên. Ở đây cứ ứng với 3 điểm chúng ta được mỗi tam giác. Như vậy số tam giác chính là số cách chọn ra 3 đỉnh từ 10 đỉnh. C30 120. Câu 8B. Câu 9. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn? Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn? Chúng ta hình dung số tự nhiên có hai chữ số là a, b. Trong đó a nó sẽ thuộc vào cái tập, ở đây là 0, 2, 4, 6, 8. Thì chọn a có 4 cách và chọn b có 5 cách, như vậy chúng ta nhân lên là 20. Câu 9 là chọn đáp án a. Thì qua câu 9 này chúng ta nhớ rằng là nếu mà người ta yêu cầu là các chữ số khác nhau thì chúng ta làm khác, và ở đây người ta không yêu cầu là các chữ số đôi một khác nhau, thì A có 4 và B có 5. Chúng ta xong câu số 9. Các em suy nghĩ tiếp câu số 10 trở đi, và cái hướng dẫn thì thầy sẽ thực hiện ở video tiếp theo. Chào tất cả các em.